Trên tay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dây sạc, dây rút nha các bạn nhé. Đây, dây rút như này, mình sẽ review cho các bạn nhé. Cái sản phẩm rất là tiện lợi nha các bạn nhé. Bên mình đây, cái hộp của nó như này. Dây này dành cho iPhone này, mình sẽ test thử nha các bạn nhé. Cái dây này rất là chất lượng luôn đấy. Các bạn có thể thấy này, nhìn rất là đẹp. Cái này dây dài 90cm nha các bạn nhé, gần 1m rồi. Các bạn có thể thấy này, ok chưa? Đây, dây rút này. Đây, dây rút mình sẽ test thử cho các bạn. Mình sẽ cắm vào cái ổ cắm điện nha các bạn nhé. Mình thử này. Ok chưa các bạn? Đây, cái sản phẩm rất là hay. Bây giờ mình quay trở lại nha. Đều được nha các bạn nha. Cái dây sạc này sạc nhanh nha các bạn. Dây tín hiệu này, các bạn có thể thấy ở trên này rất là đẹp, ngắn gọn. Chúng ta có thể cuộn nó vào nhé. Đây, các bạn thấy chưa? Cuộn rất là tiện này. Bây giờ mình rút ra nha các bạn nhé. Đây, nó rút hẳn như này luôn. Ok chưa? Bây giờ mình rút ra này. Cắt vào rất là gọn đúng không? Ok chưa? Nhìn rất là gọn luôn. Ok, các bạn quan tâm cái sản phẩm này có thể liên hệ bên shop các bạn nhé. Phụ kiện Đại Trang 0981622291 nhé. Và bên mình có rất là nhiều cái sản phẩm rất là đẹp nha các bạn nhé. Các bạn có thể thấy đây, ở trên này ốp phát sáng, dây phát sáng, mình sẽ test thử cho các bạn. Đây, rất là hay, dây phát sáng. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. This is a remix.